ờ thế này nè ok này bự mà lùng lực đảo quá ta xích lên hả xích xuống, xuống qua qua nào. đi tới đi tới đi tới tới gà Rồi. Rồi, xuống ok lấy chưa con gà xuống con xuống lại đi Rồi, quá Rồi. Wow, ok ngon lành cành đào cây lực đẹp quá cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha thì hôm nay em lại tiếp tục đến nhà vườn của chị điệp nè tại xã vĩnh thành huyện chợ lách tỉnh bến tre để quay cho cả nhà giao lưu với nhà vườn mình một số mã số ha hiện nay bên nhà vườn mình tiếp tục giao lưu với chúng ta những hàng mai chơi tết nè cả nhà nhìn xem những hàng già mua chơi tết những cây rất là đẹp ha những cây đẹp rất là sung mãn luôn thì hy vọng của chú chị ủng hộ nhà vườn ha rồi chúng ta tiến vào gặp nhà vườn để giao lưu rồi em chào chị đẹp nha Dạ em chào anh em kính chào cô chú rồi nha Hôm nay tiếp tục quay trở lại thì em sẽ lên một cái lô bình lợi trung trung Trầm trung trung cho anh chị mình tham khảo ha. Được thì ủng hộ cho em với Địa chỉ của giường em thì mở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre Alo em thì qua số điện thoại chín sáu tám hai tám hai bảy ba tám nha cả nhà tự nhiên gặp khóc cái số điện thoại <laughs> hôm nay lên với mã số là một c một cây siêu bông bình lợi nhưng anh chị mình cái này thì được con cái là à, nút nụ dữ lắm nha anh chị cái lô này gần nút hết hồn luôn á nhìn từ xa thôi là em đã mình đã nhìn từ xa mình không lại gần mà cô chú chị em thấy là cái, cái cái, nút nụ nó hiện rõ trên cái máy luôn đó nha dữ lắm cái lô này nụ lô ừ. già khủng khiếp thân 26 nha anh chị hoành thân 26 dạ. tán ngang là 97 tán ngang 97 chiều cao là 128 cao 128 Ê, siêu bông bình lại rồi cây mã số 1 C cây này em giao lưu với giá 3 triệu 200 ngàn bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha đây cả nhà mình xem 3 triệu 2 là có một cái cây mai siêu bông bình lại cực kỳ chất lượng luôn ha cực kỳ chất lượng cho ông ta luôn đây cả nhà xem cái cây mai phải nói là 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 xứng đáng đồng tiền bắt gạo nha cả nhà còn bông nở thì khỏi nói rồi nó lên những bông gió nè và cô chú chị mình hôm đó nay thì có nhiều cái luồng ý kiến là cái thằng bình lại buổi trưa nó nở nó bị héo bông thì nó còn lá cả nhà thì bữa đó em cũng có phân tích rồi em có quay cái cây mà nó nó nở mà mình lặt lá cả nhà 12 giờ trưa nó không có bị rủ cô chú chị mình an tâm đi tại vì giờ đó là coi như là nó đang quá ưu điểm có thể nó xóa sổ một số dòng khác do đó cũng có nhiều cái luồng ý kiến để cạnh tranh thôi chứ em thấy riêng gì em đi quay em tiếp xúc rất là nhiều cái dòng mai thì thấy bình lợi thì nó quá ok luôn cô chú chị về lặt lá thử đi cô chú chị mình không tin thì mình cứ kết bạn zalo ừ. với em em gửi những cây năm rồi em test bông những cây lớn tiền đàng hoàng ha, cho cô chú chị mình xem ha ừ, có cái còn, còn, nói về cái cây này thì nó quá là phê quá là đẹp ha chủ yếu là giờ chú chú chị có nhu cầu hay không thôi ba triệu mấy một cây bự chẳng như thế này thì cũng xứng đáng một tiền bắt gạo hết nha rồi, cây mã số 1 giá 3 triệu 200 ngàn dạ. dạ, ok Rồi, kế tới là cây mã số 2C 2C nè. nha anh chị mình Cũng là một cây uh, siêu bông đại. Chiều Nhiệt. cao em này 145 Cao 145 Tán ngang 118 Ngang 118 mình gốc 31 mươi một c nhân anh chị ơi quá trời trời ơi nụ nút rồi chứ chị thấy khủng khiếp chưa cái nào đế nãy dưới còn Đơn nữa lắm. chưa hai khác hết anh chị cái ừ. này nó còn dữ lắm quay vĩnh vĩnh nha chị em nó đẹp hơn phim à <laughs> <laughs> rồi cây mã số 2 c mình giao lưu giá nhiêu nè cái cây hai c này em giao lưu với giá 8 triệu rưỡi bao phí cho anh chị mình luôn à, mình nha rưỡi bao phí hiện tại là cái cây đang nằm chậu 70 lọt lòng nha cả nhà bảy mươi lọt lòng thì uh, bệ đế cây rất là đẹp ha còn nói về nụ nút mà để cô chú anh chị mình tìm một cây chơi tết thì hết xảy rồi nói này cô chú anh chị mình tìm uh, mình uh, chọn một cây đi chọn cây về mua mình chơi mình tặng mình biếu gì đó cũng rất là ok ha những hàng lúc này còn rất là nhiều cái hàng đẹp để cả nhà xem bông nè như ý thì còn gì nữa ha Ừ, cái bông ở trong này quá trời bự Đó, cả nhà xem. Lại nó nở vậy nè mà giờ không chơi chơi thứ gì giờ. À, và đặc biệt cái cây này nó nó già, đủ tuổi rồi. Đủ tuổi rồi, nụ nút nó lên quá trời đẹp ha. Còn cốt cành thì to, có chú chị mình đem về á, thì <laughs> chăm nó khỏe. Cái cốt ngọn giờ nó bằng chân cái rồi mọi người Rồi, cái mã số 2C. Giá là 8 triệu rưỡi em bao 8 triệu rưỡi bao ship. Rồi, ok. Rồi. Rồi, cái tới là cây mã số 3C nè 3C tiếp tục là một em bình lại nha anh chị mình Cây giọng C rất là đẹp ha Dù gì là thấy có cái bông gió là chắc rồi là ừ. gốc. Gốc 33 là cái hoành gốc Hoành góc 33 lận nha cả nhà Tán ngang là 102 Ngang 102 Chiều cao em này 112 Trời ơi cây okay. Cao 112 Rồi em này mình giao luôn nhiêu chị ạ cái này em giao lưu với giá là 3 triệu 7 Bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha Đấy, Quành gốc 33 luôn nha anh chị mình to nha cả nhà. Nói về những cái hàng giáng lông là trạng này Quành nó là là đó là cũng thuộc cái chân to rồi đó thì nói chung năm nay cái giá cả cây mai nó hơi rớt nên cây có giá này chứ cái thời điểm mà nhà vườn mua cái gốc này nè là nó giá còn khá cao nha cả nhà giá còn khá cao và cái cây này thì cả nhà như cả nhà mình thấy á, thì dàn cốt với dàn dàn búp của nó rất là đủ lực ha này mà khi mà nó nở nở ra một cái như cô chú chị thấy trên đây cái này là sâu đồ nó ăn tùm lum la tân nha tháng này nhà vườn không còn xịt sâu nữa do đó thì những cái bông gió nó ăn này cả nhà còn thấy phân sâu nó gãy gắt nè đó, nó ra bông rất là đẹp ha rồi 3 triệu 7 cho cây mã số 3C Rất là xứng đáng tiền bắt gạo hay bự nha Chị lấy hai tay chị bóp cái cây cho cho nhà vườn ừ. mình coi đó, Cả nhà mình xem thấy nó to lắm chứ không phải nhỏ nha Rồi ok 3 triệu 7 cho cây mã số 3C nè Rồi kế tới là cây mã số 4 nè Cũng là cây siêu bông mình lại cái cây này cái cọng thì hơi cái chữ C nó lắc cái viên lắm cả nha Thì cái này có cái cái chậu xấu thôi còn cái dàn nút nè. Trời thôi. Nói chung cái cái lô của chị đẹp cái lô này phải nói là rất là chất lượng nó về dàn nút, với dàn cốt nha Trên thị trường giờ không không còn nhiều đâu. Cô chính chị coi vậy chứ quay 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 tới tới tháng sau thôi, tháng sau là cô chính chị mình thấy quay cây xấu dần dần rồi đó. Tại lúc đó còn Cái này hoành gốc 27 thôi nha anh chị, mình cái cọng chữ C này. Hoàng thân 27. À, nhà xem nụ nút đẹp chưa? Tán ngang em này là 110 chiều cao em này 106 Ủa, ok này quá trời quá đất luôn nè cái cộng chữ c ngay đây là nó 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 kính mít luôn nè ừ. hãy nói cái này thì nó quá là nụ nút rồi cô chú chị xem nè xuất sắc chưa và ở trên em thọt vô bên trong rồi là giờ dờ ở mới trên giờ xuống nè cả nhà xem nụ nút nè sướng giờ vào cốt cạnh to nha cái lô này cốt cành to nụ nút đẹp và góc dáng nào đẹp à. Rồi cây này mình giao lưu giá nhiêu vậy chị? Dạ cây này giao lưu với giá 6 triệu rưỡi bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. 6 triệu rưỡi bao phí. Cái dạ. cây này giờ còn thiếu mỗi chậu đẹp thôi chứ em thấy tổng quan của nó là rất là ok ha. sao về đến một cây mình chơi bông Tết là rất là xuất sắc rồi. À. Và cái thân nè cả nhà, trong này có đoạn ngoái rất là duyên nha cả nhà. Đoạn ngoái rất là duyên. Và cây đã thường sậu chậu sẵn hết rồi cô chú chị mình về chăm rất khỏe. Giai đoạn này mình chỉ cần tưới nước thôi cô chú chị. ngủ nó đủ to rồi, khỏi cần đi phân đi phướng nha. Tưới nước lâu lâu cho nó uống miếng dưỡng rễ thôi cho cây mình nó phát triển mạnh là ok ha. Rồi cây mã số 4C nè Giá nhà vườn giao ra giá 6 triệu Rưỡi hay Sao gửi phần Dạ Thế tôi gửi anh Rồi ok Rồi kế tới là cây mã số 5C nè Cây mai cũng bình lại luôn nha các nhà Lưu thầy bình lại thôi. à nút nè Chiều cao em nặng 137 Cao 137 8 ngang là 95 8 ngang 95 Mấy cái này nó trọng nó to quá hoành này lấy 31 nha anh chị mình Hoành gốc 31 Cái này ngày xưa mình mua cái 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 phôi nó cũng hơi mắc à, Ngày xưa cái thùng cái cái là hồi lúc mà mới ra cái này Cái nguồn phôi này nó mắc lắm anh chị Đúng rồi những cái hàng này lúc trước này, chính chị mình nó với mai giường mà góc đẹp đẹp nó cũng ngang cả nha Giờ kiểu uh, thì cái, hàng nó có nhiều Do đó cái giá nó nó nơi nới Nhà vườn bán cũng vừa cái giá cho chúng ta chơi ha cái cây mã số 5C này em giao lưu cây này với giá 6 triệu 300 ngàn bao phí đến tận nhà cho anh chị mình hết luôn nha 6 triệu 3 bao phí, à. cái cây, cây, hiện tại đang nằm ở chậu 70, 7. 70 lọt lòng đó cả nha à. Là tính ra là nó nó phủ bì giống gần 90 85 85 ha à. Ủa bì 85 Phủ bì 85 Lọt lòng 70 Đây cả nhà xem đụng nút nè, nó. nó đeo à. Và cốt bự nha, cốt bự mà bây giờ anh chị mình mua tổng thời điểm này còn cây đẹp và giá cả nó cũng ok chứ còn nếu mà như tháng sau thì anh chị mình mua cũng hết cây đẹp và anh chị mình đúng rồi cận tết tới năm nào cũng vậy cả nhà cây mai mai ghép mai tàn cũng vậy em thấy rõ rõ ràng luôn đi quay nhiều cận tết tới khi đó thì cây mai nó ít lại tại nên bây giờ mai bán quanh năm chứ không phải như xưa Chờ tới tết mới bán do đó thì khi tới đó cây mai không còn đẹp hoặc là còn đẹp nữa thì mấy anh em mà mua về để để, để dành bán đó, thì cái giá khi đó nó sẽ cao lắm cả nhà rồi cây mã số 5 c giá là 6 triệu ba bao ship rồi. ok chưa bàn cái bàn không rồi ống nín thở nín thở ha thở, thở, thở nhẹ nhẹ thôi thở nhẹ nhẹ thôi đừng thở đừng thở gấp <laughs> đừng thở khóc thở không hoảng là rất lạ cái liền. bàn này là bàn ừ. rồi kể tới là cây mã số 7 c nè cưng như cưng trứng quay không dám quay mạnh đâu. Hành gốc hoành góc em này ba mươi bình lại hết nha anh chị mình tán ngang là một trăm lẻ ba ngang 103 chiều cao là 146 ừ, ôi, cái này cao nha cao 146 ừ, ừ. rồi cái này mình giao lưu giá nhiêu chị dạ cái này em giao lưu với giá 7 triệu 2 bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn ha 7 triệu 2 bao phí cái mai lớn nha cái, nhà. cái này thì nó cũng đang nằm ở trong chậu chậu 70 lọt lòng nè thì những cái hàng này về tết là cô chú chị mình trưng những cái chắc trưng ngoài sân ngoài sảnh rộng nữa cô chú chị tại nó thuộc cái dạng hàng cây cũng phơm cũng rộng á ha và như cái cây này cô chú chị mình trưng trước cửa nhà thôi một cây thôi là nó đã rực rỡ ha cặp một cái cái khu sân này này cô chú chị mình tậu một cặp đi đây nhà vườn mình có một cặp coi như cây nãy cây số 5 với cây số 6 nó cũng hao hao nè lấy một cặp đi nhà vườn mình bớt cho chúng ta cái giá nhẹ nhàng chút xíu tiền ship này nọ rồi nhẹ nhàng chút xíu à, và... Nói gì nói chứ cô chú chị mình Tết đó, cây mai mà khi mà nó nở rộ quá thì cũng không có cái loại bông nào qua ha Cây mai là cây truyền thống mà Còn Tết thì còn cây mai Do đó cô chú chị mình lúc này có rảnh rỗi hoặc là mình có thấy được cái clip này thì có ưng cây nào thì mua mình chọn cho mình những cây mai gì để dành cho Tết ha Rồi Cây mã số 7C 6 Ủa 6C 6C Giá là 7 triệu 2 Bao ship ừ. Ok rồi cái tới là cây mã số 7 c này cái này thiếu cái chậu đẹp thôi chứ thiếu gì <laughs> thôi thiếu chậu đẹp nữa là ok cái này đẹp em nói lùng lùng phụ tùng đầy đủ anh đó thì đúng vậy mà à, cái này nó đầy đủ hết trơn rồi ba mươi mốt là hoành gốc nha anh chị mình hoành gốc ba mốt cây cứng lắm cả nhà cây trực lắc hay cứng lắm tán ngang là một mười 1 mét 10 nha cả nhà 96 là chiều cao cây này lùng cao 96 lùng nhưng mà nhìn nó lực lắm nha anh chị mình từ thân từ ti cành từ dưới lên tới tên nó lùng lắm những cái cây lớn như thế này thì thường phần đa nếu có phát điểm gì em sẽ nói nếu tỷ nó bị lột da bị tróc bị gì á thì em sẽ nói nhưng mà nếu mà em không nói là nó sẽ không có phát điểm gì nha anh chị mình rồi cây này mình giao luôn giá nhiêu chị đẹp ơi cái này em giao lưu với giá là 6 triệu chín trăm ngàn bao gồm tận nhà cho anh chị mình luôn nha khu vực miền tây miền nam thì em sẽ đi chậu trong ngày là anh chị mình sẽ nhận được đó. còn giá tỷ như khu vực miền bắc thì em sẽ bó bầu đóng kiện gỗ nha anh chị rồi sáu triệu triệu chín cho một em siêu bông mình lợi ha cây này, này rất là lực cây nha cái nhà rất là cây hiện tại đang nằm ở chậu bừa 70 luôn nè 70 lọt lòng ha bệ đế cả nhà mình xem nó rất là đều nha bệ đế cực kỳ đều luôn đây <laughs> nụ cái bông thì nó lên bông rất là đẹp nha cả nhà lên bông rất là đẹp luôn nụ lúc thì khỏi chê nói chuyện luôn này cũng kiếp lắm và cái cốt nó của chú chị xem nè đã nhạo ngoái nhạo lần này cốt này cũng bằng chân cái em ha đó, đẹp những hàng này thì tết nó bung bông lên thì cực kỳ xuất sắc rồi và cái cây cô chú chị mình thấy đang cái màu nó đang rất là mạnh ha bây giờ mình chăm nó khỏe nó đã thường chậu lâu năm mày khỏe thì như nãy chị đẹp nói bây giờ chứ nó chỉ còn thiếu mỗi cái chậu nữa là cái này tuyệt vời cả nha đẹp lắm rồi, cây mã số 7C nè, giá 6 triệu 9 hả chị? Dạ. Rồi, ok. Rồi, kế tới là cây mã số 8C. Mã số 8C tiếp tục là một em bình lại luôn nha anh chị mình. Một em bình lại. Cây này thì bề đế quá xịn nè. Anh góp em này 30 nha anh chị. Mình góp ừ. 30. <laughs> Chiều cao em này 130. Cao 130. Bán ngang em này 113 Ngang 113 Đó Rồi cái này Mình giao lưu giá nhiêu chị Điệp ơi dạ cây này em giao lưu với anh chị mình với giá 6 triệu rưỡi bao phí đến tận nhà cho anh chị mình hết ha ờ, khu vực miền tây miền nam em sẽ cố gắng đi xe trong ngày để anh chị mình nhận được còn khu vực miền bắc chắc là cho em xin phép bó bầu để mà đóng kiện gỗ nha anh chị mình còn nếu mà kết hợp gỡ xe được thì em cũng sẽ gỡ xe nếu mà có xe đi tuyến đường đó thì em sẽ gỡ xe cho anh chị mình luôn dạ. <laughs> một cây siêu bông mình lại bể đế rất là đẹp nha bể đế đẹp thân lượng lắc ha và nụ nút đó thì như nó cũng như những cây nãy thôi mà nụ nó lên rất là dữ về chỉ có việc mình tưới nước mình chơi tết thôi sang cái chậu đẹp nữa là chơi nhìn hoành tráng khí thế cả nha <laughs> đây cô chú chị mình xem cái dàn cành dàn cốt nó đóng phân bổ rất là đều từ dưới lên phân bố rất là ok ha và được cái cây này thì bể đế nó quá đã đế cực phê rồi cây mã số 8 c giá sáu triệu rưỡi bên nhà vườn bao phí ship cho chúng ta nha cả nhà rồi ok rồi cái đó là cây mã số 9 nè một cây cái... này đưa vô mà cúc cam á anh chị một cây, cây gốc tứ quý ghép cúc cam mình chị chưa nhìn thấy cái dàn nút rồi. này cúc cam mà nút giữ vậy đây hả? dạ cúc cam ghép tứ quý nha anh chị mình. Cô chính chị nào thích những dòng cúc và đặc biệt là thích những siêu tầm dòng lại ha thì đây là một trong những cây rất ok nè cúc cam nha cả nhà. Cúp... này mét rưỡi nha cả nhà. cao mét rưỡi. tháng em này 147 nha ngàn quý nha 36 là hoành gốc luôn á anh chị hoành Cúc gốc cam 36. nha ba mươi sáu trời 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 hỗ trợ hỗ trợ nghe đập đập qua cái chân đập qua hết hồn làm rớt điện thoại à, cái này giao lưu giá nhiêu chị đẹp cái này em giao lưu với giá là bảy triệu rưỡi bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha đây cả nhà mình xem bảy triệu gửi cho một em cúc cam nha cây này thì gốc tứ quý mà cô chú anh chị mình xem dần uh, cốt dần cành nha nụn nút nụ nó quá trời luôn nói về cây tứ quý cây này 7 triệu gửi thì cái giá này thì nó không cao nha cả nhà đó, giá rất là vừa chơi lắm á tại vì uh, nói về cái phôi tứ quý thôi giờ nói chung uh, phôi như thế này thôi là giờ cả nhà mua cũng khá cao rồi đó ha. Rồi cái cây cúc cam này ghép thì ít gì cũng phải từ 3 tới bốn năm tại cái cúc cam á thì cái cành cái nó mạnh hơn những cái dòng mai khác do đó là khi ghép được cái cốt như thế này thì lâu lắm.